Giới thiệu với anh em, đây là một cái tủ hộp cáp đã được đưa vào kinh doanh cách đây khoảng độ tầm 6 năm. Đối với cái tủ hộp cáp này ấy, thì từ cái đợt giai đoạn 2016-2017 thì anh em làm nó đã bị lỗi rất là nhiều. Nếu mà cái theo cái checklist thì cái tủ này nó không đạt. Và hôm nay sẽ đi củng cố lại cái tủ này. Và bản chất tủ này nó bị sai rất nhiều. Đấy. Nó bị lỗi nhiều thứ lắm. Tem nhãn này. Tem nhãn này, đầu cổ cáp này. Đấy, vị trí của tủ cáp. Bây giờ này căng nhá. Bây giờ là mình phải đi củng cố lại toàn bộ. Và cái checklist để một cái tủ hộp cam nó đạt chuẩn ấy, thì nó có 12 lỗi. 12 lỗi nghiêm trọng. Và trong cái 12 lỗi thì có đâu đấy khoảng tầm mỗi một cái đầu việc, một cái đấy là khoảng độ tầm 3-4-5 cái lỗi nhỏ cơ. Bây giờ mình sẽ phải siết cái ống này lại đã. À, siết cái cáp này lại đã. Để củng cố một cái tủ cáp như này nó mất khoảng độ tầm 1 tiếng đấy anh ạ. Cái tủ này thì nó không đạt một cái gì cả. Đấy. Đạt được thì chắc là mỗi cái độ cao này với lại cái mã tủ cổ cáp này nó bung ra ngoài này. Anh em phải quấn cái đầu cáp này vào nhé. Đây, một cái tủ nó rất là mất thời gian. Và cơ bản ngày xưa anh em đi làm ấy thì cũng không theo một cái checklist nào cả. Cho nên khi nhận bàn giao lại thì mấy cái tuyến này nó rất là may cáp này bỏ anh em ạ. Cáp này bỏ này. Ô, hay quá nhờ. Cáp này bỏ anh em ạ. May thế. Hay quá. Biết bỏ hay không đấy, hay là mình rút ra rồi.
nhìn xem đó. Khả năng đây là cái cáp bỏ. Cáp bỏ nhá. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ siết lại mấy cái điểm này cho chắc chắn để mình tháo cho dễ. À đây. Mấy cái cổ cáp ở đây thì anh em phải dùng cái băng dính để mình quấn nó lại. Ngày xưa thì anh em dây máy đi làm thì cũng không nắm được cái tủ hộp cáp này nó có những cái chích lít như nào ấy, thì hầu như là làm bừa. Nên là cái tủ cho nên mấy cái tủ này đa phần phải đi làm lại hết, 100% phải đi làm lại, rất mất thời gian. Ôi, nó tuột mất rồi anh em. Nó bung mất mẹ rồi. Nó gãy rồi. Toang mất rồi.
Cái bây giờ mình sửa lại như này nó mới khó, nó mất thời gian lắm. Cái ban đầu thì mình làm đầu tiên thì nó dễ, bởi vì làm đầu tiên thì mình chưa hàn. Chưa hàn cho nên là nó làm nó dễ hơn so với bây giờ. Bây giờ thì làm phải rất cẩn thận, không ấy nó lại đứt mất. Những cái đầu của cái quát như này anh em cũng phải quấn băng dính vào nhé. Ok, bây giờ chắc chắn rồi. Cái phần thừa của cái ruột này, anh em cắt này. Mình lấy cái ốc ở đây, sẽ vít lại bên kia. Chỉnh lại cái cái khay đựng sợi quang này thì anh em tí nữa chỉnh, mình chỉnh lại nhé, bây giờ chưa chỉnh. Ở đây thì ống vàng đang sai này, ống vàng đang ở bên tay phải, à, tay trái, anh em phải chuyển sang bên góc tay phải này. Cắt đây đi.
tịt mẹ. Ái chà, mấy con ong này láo thật đấy. Ở đấy có ong anh em. Hôm nay không cầm bật lửa đi, mày chết với tao. Láo thật đấy. Nó lại ở ngay đây. Bé tí đi. Ủa bé tí anh ạ. Ở đây có cái tổ ong nhưng mà nó bé tí thôi, nhưng mà nó cũng tầm khoảng độ 20 con. Đây bé tí. Thôi chắc em đi mượn cái mà đốt mẹ nó đi. Nó lại bay ra rồi. Tức nhờ. Bây giờ phải tháo cái dây đai này đã, thì mình mới vòng được cái dây này ra. Cái tổ ong này vừa mới bé thôi. Nó bé bằng nắm tay này. Nếu anh em khác thì nó đốt rồi đấy, nhưng mà mình kiểu kiểu dạng mỗi người nó, mình thì nó không đốt. Bây giờ mình lấy được cái này ra thì tốt. Được nhỉ? Nó vừa bay ra nó lại tấn công lại nhỉ. Tao có làm gì mày đâu. Thôi đốt đi cho chắc ăn. Né mấy cái con này. Lão thật. Đi mượn lại nhá. Nó vừa định lao ra ngoài này để nó ăn. Nhưng mà thank you.
dùng cái này nhá để đốt. Nó vừa định lao ra ngoài này để nó ăn mình. Mình may mà mình nhảy được. Ba. Và là dùng xăng để đốt mấy thằng. Vâng. Rồi, xong rồi. Chạy hết rồi, chết hết rồi anh ạ. Đấy, chết mấy thằng ở trong này. Nó láo thật đấy. Nó định ăn mình. Và mình ăn lại nó. Còn gì nữa đâu. Nó đang bay lanh quanh ở đây này nha. Còn mấy con nữa thôi. Mình đốt cháy hết rồi. Con mày ở im có phải là. À chà. Cái tổ ong này nó đến số anh ạ. Nếu mà nó không quay mình, không đuổi mình ấy thì chắc nó vẫn còn sống.
chuyển hướng sang bên này. Nếu mà cái tổ ong này nó to thì nói chung là không làm được. Còn tổ ong bé tí này thì xử lý ngay. Rồi. Tranh thủ đóng mấy cái sự cố đây đi ạ, đang bị lỗi. Bây giờ là còn ngon hết rồi. Bây giờ sẽ đi cắt dây đai cho ống vàng ạ. 2 dây. 2 dây của ống vàng. Một số anh em mà dị ứng với ong thì đừng có đốt liều nhá. Nó chơi cho đấy. Mấy cái mùa như này thì ở quê nó rất là nhiều những cái tổ ong như này. Đấy, và khi anh em đi làm thì cũng phải cẩn thận. Một số anh em thì đi làm nó cũng bị đốt. Chỗ này hơi vướng nhá.
Cho vào đây nó khó phết anh ạ. Sẽ mồi từ dưới này lên ạ. Mấy chú nó vừa đi kiếm mồi về nhau, nhưng mà nó không thấy tổ của nó nữa, cho nên nó không đốt mình nữa. Ái xà. Bình thường mà anh em làm như này mà còn tổ của nó nhá là nó đốt cho đấy, nhưng mà khi mà không còn tổ nữa thì nó không đốt. Thank you.
Ok. Đấy, giờ mình đã đánh lại cái tủ bên này rồi. Sấy hơi căng. Đấy. Tiếp theo là thực hiện là soát lại cái thuê bao ở cái tủ này. Khả năng là cái tủ này thì thôi mình cứ để tạm cái này đã chứ. Mấy nữa là phải hàn cái dẹp quang này anh em ạ. Hồi trước cái thời gian đi ứng cứu tạm ấy thì không có máy hàn, cho nên là sử dụng bằng cái phương án là sử dụng dẹp quang. Đấy. Ai, ngon hơn tí rồi. Ở đây nó cũng có một số cái nhãn, nhưng mà nhãn này nó có một số cái nhãn rồi, bây giờ mình rà soát lại xem nó có đúng không đã. Quân BV55 mình đánh lại toàn bộ anh em nhé. Anh em vào rà soát lại cái tủ hộp cáp này, 0028 này, 26. Bây giờ có cái mục rà soát tủ hộp cáp ở đây nó rất là dễ. Đây. Thu mình sẽ đánh lại toàn bộ. À, ở đây gần như đủ hết đây. FP2 này, quân BV55, FP1. Mình ra soát từng cái thuê bao một để mình đánh lại cái nhãn tủ. À, cái nhãn thuê bao. Đây là của công an này. FP01 này. Port số 5 01 tủ 01 0206. Thụy CAHI3. Rồi. Khi mà anh em dán nha, anh em để ý này, anh em để cho nó có một cái lỗ, tạo thành một cái lỗ để mình dễ di chuyển cái nhãn này. Chẳng hạn như nó có dây ngắn hoặc dây dài, hoặc là lúc nào mình bấm lại cái đầu phát ấy thì mình làm nó dễ hơn. Đấy. Phức BT7. Phức BT7 này, port 2 này. Port 201 0206 này. Phức BT7. Một
101 này, 0206. Nguyên BV11, nguyên BV11. Nguyên BV11. Ford số 1. Nguyên BV11. Đào BV. Cường BV108. Đây là port số 4. 0206. Đào BV. Đào BV hai mấy đây. Đào BV21 này. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười một. Mười một cộng. Mười một thuê bao.
Thu NT Linh HT, Linh HT7. Thật 2. Thật 2. Linh HT7. Mỗi một cái tủ như này ấy, đây là tủ hai bộ chia anh em ạ. Hai bộ chia thì tủ này là nó có đồng BV. Đồng BV 6 hoặc 3. Cái tủ này thì nó là có hai bộ chia cho nên tổng port của nó là 16 port. Đây là port 3 này. 6 port. À 8 mỗi là thành 16 cổng. Port 3 02 này, 0206 này. Đồng BV6. Ở cái tủ này thì rất nhiều nhà mấy năm trời không thấy báo hỏng mạng hỏng miếc gì anh em ạ. Ngày xưa đợt đầu tiên ấy thì triển khai ở đây khách hàng khu này họ kêu lắm. Kêu mà cả trên phòng ban cũng phải sao BV7. Bọn 5 đi. Port 5 này, 02 này, 0206 này. Hai cái nhà cuối này chưa biết là nhà nào đây. Ở trong cái port ở trên này thì anh em phải theo đúng cái thứ tự ở trong này nhá. 1 2 3 này, 4 5 6 này. SP1 này. Port 6. Tuấn BA15. Port 6. 01 02 06. Đợt trước chưa mở rộng thì tủ này là full cổng anh ạ. Hen BT2.
3 này, 01 này, 02, 06 này. Ở trong này khá là bẩn rồi nhá. Đây bây giờ mình sắp hoàn thiện hết rồi. Hình như cái này bỏ rồi sao. Sau khi đã đánh nhãn xong anh em nhá, thì anh em thực hiện là chỉnh lại cái này 1, 2 này, 4, 7 này, 8 này, 5 này, dương cam, lục, nâu, xám, trắng, đỏ, đen. Đây. Đỏ, đen. Ở đây thì mấy cái cúp lơ như này là đợt trước là nó phun cổng rồi, cho nên anh em dọn, anh em vứt hết rồi. Bây giờ không thấy đâu nữa. Là soát lại nhé, cập nhật lại cái port, tức là trên cái port này với đây nó phải đúng nhau, trên hệ thống nó phải đúng 6 này, nguyên port 1, cường port 4, đào port 7, port 2, công an port 5 này, hèn port 3, Tuấn BA 15 port 6, Phức port 2, cường port 4, SP2 này, SP2 còn mỗi 2 nhà, 3 nhà, sao port 5 này,
Linh Port 2. Đông Port 3. Ok. Thế là cái dây này là không dùng đấy. Những cái nào mà nó bị bong ra, bung ra ấy, thì anh em dùng dây thít anh em thít lại nhé. Được, quá rồi. Máy đấy. Đây, tiến hành quét dọn ạ. Nhặt mấy cái này cất đi anh em ạ, không người dân người ta đạp vào. Hy sinh. Vừa lúc nãy còn một cái cao su non mà không thấy đâu nữa nhỉ. Nay mình vừa bỏ ra ở đây. Cao su non dùng để bịt những cái lỗ của lỗ nhập tủ cáp này. Lỗ nhập cáp này thì nó kiến ở nông thôn, ở miền núi như này là nó hay kiến vào anh ạ. Nếu mà mình không làm kín ở khu này thì rất rất nhiều kiến là nó hay chui vào trong này. Nó làm tổ ở trong này.
Alo, nhà chị, nhà chị Đào phải không? À vâng, lúc nãy có người đến sửa nhà, gọi cho chị chưa? 3996 đấy, vâng. À, cùng đội với nhau mà, chị gọi lại cho nó đi để nó qua nó sửa cho. Vâng vâng. Khách lại còn chọn cả người đến sửa nữa, như này thì hỏng hết rồi. Ở đây là còn thiếu thứ nhất này anh em này, là cái này mình phải hàn lại này, cái diệp quang hàn lại này, cái sợi ở trong này phải đi lại này. Cái thứ hai nữa là thiếu 1 này, 2, 3, 4 cái đầu, 4 cái đầu bịt của cáp quang, của port. Đó. Về cái cơ bản tủ này đạt khoảng độ tầm 80% rồi anh ạ. Đấy, đầy đủ hết nhá. Mấy cái điểm hàn này thì mình sẽ hàn sau. Bây giờ thì không kịp nữa rồi. Trời quá tối rồi. Với lại máy hàn cũng không phải lúc nào cũng có ở trung tâm đâu. Cái độ võng